Trước tiên là mình thoa dầu tay này, thoa đều ra, xong rồi đây này, ngay từ cái hõm này, này đúng không, nguyên vào bàn tay luôn, luồn xuống chạy kéo mạnh lên. Cái tay này phải dùng ở đây này, nói chung là dùng cái tay cái đặt thẳng cái bựa thì người thấy cái đừng có thả lỏng ra hết, cái tay đừng có để rảnh. Đừng có gồng cái tay quá này, đổ người xuống. Mình đưa tới mình đổ người xuống đây luôn. Cái phần này là dùng cái phần trong này để thẳng như đèn. Nó sẽ không bị đau, chứ khi mà mi đèn đi á, đau không? Đau hơn đúng không? Khi làm đây hắn không đau mà. Đó. Đè xong lấy dầu. Massage cái phần trên này này. Trên này họ mỏi chủ yếu ở trên này, trên bả vai này, cái phần này. Từ cái phần bả vai đi lên đây. Còn phần dưới này dùng lực vừa phải thôi, không cần mạnh quá. Bắt đầu này. Thả lỏng này, thả lỏng này. Thả lỏng, thả lỏng này. Này, bốn ngón nằm trên đúng không? Ngón dưới bọc giữa cái đường sống này này. Chứ đừng có bọc ngón này xương, bọc giữa đường sống trên này cũng như đó. Nhưng mà cái này bọc xuống là nguyên cái bàn tay luôn. Dạ. Như đó, động tác như riêng bây giờ. Làm năm này. Xong xuống đây đủ động tác là dùng cái bàn tay này, cái lòng bàn tay luôn á, đi thẳng xuống rồi này, chạy lên tới đây là nhẹ lại bớt này, bởi vì họ là trên em bị hỏng á, dưới đi thì đầy mạnh, bởi vì anh có cái đệm tựa dưới cái ghế rồi, để lên nghiêng qua lại đẩy cái tò lên thẳng lên đây luôn. Tôi đi là thò thẳng lên cái bả vai luôn, kéo xuống. Cái động tác như này cũng làm 5 lần luôn, nhưng mà chuỗi lên đây là làm ở trên này đau không? Làm cho người đàn ông mạnh hơn đó. Xong bây giờ cái này xong đây úp hai là đè chặt lên này, từ lấy thêm dầu có đau. Cái này cũng đi xuống lắm này, cái mông nằm này hết. Đứng ngược lại đi xuống rồi đi thẳng xuống bàn tay luôn. Lúc mà đi xuống bàn tay xong rồi. Xong mới mình bước tiếp theo thôi. Dùng ngón mạ này, ôm chặt vô, kéo. Ở dưới này thấy không, nhưng mà đây là chị làm demo thôi nha, chứ còn mà làm phải có lực, thấy không, hắn vẫn có lực hơn cho họ có cảm nhận được. Cái này phải kêu từ bút bút đi ngay, chẳng phải là kéo đi giặt đi mà ngay bút cho có cảm giác là máu đang chảy lên cái đầu ngón, xong mình mới giặt.
cân lên này, nhìn này, đi đúng không? Đi hai ngón này đẩy lên, đây là hai bên cái đường viền luôn này, hai bên đi sướng dài hơn. Trong lòng bàn tay mình làm mệt một tí họ mới có cảm giác rồi. Họ không đau đâu, hắn kiểu hắn đau hơi kiểu sướng nhưng mà đau kiểu đau mà đau tê đau dít đau đau đí nào. Đi em chậm nữa thôi này.